quý vị, đây là vòng đầu tiên của bảy nụ cười xuân. Sao, ba ly rồi nha bạn. Ba ly cà phê sữa hả đá? Cà phê sữa đá. Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi giống như hồi xưa mà nhắm mắt cho nó 1 2 3 tìm ba chữ bắp tường. Đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà bây giờ mình chơi phiên bản khác. Dạ. Anh sẽ đứng ngay cái cây đó và anh cũng sẽ có âm nhạc. Dạ. Khi anh quay lại thì âm nhạc kết thúc. Trước khi trường gian quay lại thì sẽ đưa ra một cái yêu cầu, ví dụ như nói là đứng im 3 2 1 mà quay lại chưa ai đứng im là người đó sẽ bị đi về vạch mức ban đầu, chứ không có yêu cầu là đứng im đơn giản vậy trơn á, hiểu không? Rồi. Nhưng mà dĩ nhiên tôi sẽ đếm 3 2 1 xong tôi quay lại. Khi tôi đưa ra, dù tôi nói là ăn cơm thì mọi người ra cái tạo dáng ăn cơm. À, rồi. Sau tôi nói 3 2 1 tôi quay lại, thời gian 3 giây để mình phải tạo dáng được chứ. Trời ơi. Dễ dàng chứ. Và trong thời gian chơi, thí dụ như đang 3 2 1 kêu bú sữa, là nguyên đã quay qua rồi phải làm động tác bú sữa. Nên nhớ là trong thời gian chơi mà ai đụng được vào vai của Trường Giang hoặc người Trường Giang đó thì người đó bắt đầu chạy và Trường Giang bắt được thì bị loại, còn không bắt được thì người đó là giành chiến thắng. Đội nào có nhiều người giành chiến thắng hơn thì đội đó sẽ có điểm ở vòng tay đặt. Hay áp lực quá luôn á. Bên đây hai đứa em thì thoăn thoắt thế này. Và đây là gánh nặng của đội em hả? Sẵn sàng chưa? Dạ. Tại sao đội mình có chữ có số là ký hiệu là A007 là như thế nào? Đây này mã số thôi ạ. Mã số tại sao là 006, 05 mà là 007? Tại vì biệt danh của chị Ngọc là 007 ạ. Ô vậy là đội này là Ngọc đội trưởng hả? Số 7 ở đây là 7 nụ cười xuân à. À, chưa liên quan tới đội trưởng mà. Trời ơi, tự nhận rồi nữa. Sẵn sàng chưa ạ? Dạ rồi. Mời vào vị trí. Một chân, 3 2 1. Ngân, ngân. Ủa cái gì? Lật loại. Ai biết quay qua? Loại. Ủa sao tự nhiên? Chơi loại. Tưởng nó có giao lưu nữa. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Tức thiệt. Dinh loại. Những người kiên cường như là Ngọc là giỏi nè. Bỏ chân phải xuống Ngọc, bỏ chân phải xuống. Ba người hai chân, 3 2 1. Ba người hai chân, loại hết. Loại hết. Ba người hai chân. Thông minh vậy luôn á. Hai người nhào lên đây đi. Đúng rồi. Ba người hai chân. Sao anh biết ở đây chỉ có hai người? Chỉ có hai người à? Ủa? Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta chơi cá nhân một mình thì khi cái quy định đưa ra mà không có người hỗ trợ là mình cũng sẽ chết. Để chúng ta phải đi cùng nhớ nhau đi. Ừ. Có gì hai anh là phải sóc em lên liền nha. Hai anh là ai vậy? Em đây là con trai luôn hả? Thẩm tài đi, tập trung. Đừng kêu ăn cơm sao anh. Một người trên một người, 3 2 1. Cánh, loại, ngân, loại. Trời sao tự nhiên em núp vậy ta? Đúng chưa? Nhỏ này lẹ ghê luôn á trời. Hợp lý quá trời. Mà sao hồi nãy chị giả không phóng qua em mà chị phóng qua anh Vinh? Hai chân bình thường, 3 2 1. Đó, thấy chưa? Trời ơi, cái gì đồng gồng, thả lỏng ra chứ gồng làm gì? Miễn sao mình không di chuyển tới chứ gồng chứ. À, quá trời đẹp. Ủa Khánh, có chơi không? Sao tốt ở dưới vậy? Trời ơi, trời trời, quá trời đẹp. Quá trời. À. Nhạc bú sữa mẹ, 3 2 1. Ủa gì vậy? Đụng tôi chi đứng đi hết trơn vậy? Hả? Vâng. Bú sữa mẹ của ai bú không? Có mình cánh bú, tất cả loại. Ủa em đụng anh em mà. Đụng gì em đụng anh? Anh bắt được em đâu? Anh. Hả? Tôi đang bú rồi mẹ. Rồi, mọi người hiểu được chơi không? Tức là hiểu rồi. Không đụng được anh là phải bỏ chạy để anh dưới theo. Còn đụng được anh thì anh đụng là bị loại hết rồi. Mình khác thôi. Vinh loại. Trời ơi. Khoan khoan. Vinh đứng im. Rồi mọi người loại cho tôi chỉ Vinh chút. Người loại đi. Khánh đứng im. Rồi loại. Ủa em sao? Sao? Hả? Mẹ đúng mà. Em đi về em có đó nhậu rồi. Có đó nhậu rồi. Người ta bú sữa mẹ là người ta làm động tác như dễ thương. Bằng ngân phải làm đúng như cặp chạy đưa vậy.
Nó có là nãy nãy vậy nè. Vinh là gì hả? Vinh là gì hả? Ghê quá. Loại. Đúng chứ mà. Loại. Bú mà có mẹ chứ loại. Anh bị rung người luôn á. Cái này là khát sữa bú tay. Bơi lội 3, 2, 1. Ngân, em trò chuyện được, em bới gì vậy? Em không nghe anh nói. Loại. Ngọc là dạng như là bơi bơi bướm á, dạng như là đó hả? Lực là sắp chết đuối nè. Dạ là bơi sải, Dương là bơi ếch. Bởi gì vậy? Cái này muốn ngủ anh, chỉ như KDB á. Bơi mà, chứ không phải nhảy đâu. Ủa khiêu gợi, em nghe khiêu gợi. Bơi bơi lội mà nghe kêu gọi. Loại. Em nghe kêu gọi. Em nghe kêu gọi. Một người trên hai người, 3, 2, 1. Con ông cũng vậy. Một người trên hai người mà sao dính dầm vậy? Loại hả? Một người trên hai người. Một người trên hai người mà là mà sao nguyên đá ba người đâu vậy? Tắm nắng 3, 2, 1. Xin hỏi Tiến Luật đã từng đi Vũng Tàu Nha Trang gì chưa ạ? Có. Có ai tắm nắng mình đứng nhìn mặt trời như vậy không ạ? Đang tắm thấy con bé nhảy dù đẹp quá. Ngọc. Ngọc tắm nắng gì mà hai cái tay gì Ngọc? Là đung đưa giữa nắng á. Vậy luôn á. Cánh, mình đang tắm nắng mình bị cano ủi vô, mình bị thói bị địa đệm hả cha em? Anh tắm nắng mỗi lưng của em bẻ lưng này đó. Em bẻ. Loại. Nói chuyện được rồi. Nói chuyện được rồi, em bẻ. Dạ. Trời, tôi nhìn giả Vinh tôi sợ quá. Ra ngay mọi cửa mọi miệng á. Từ từ đi, bình tĩnh. Quyến rũ 3, 2, 1. Yeah. Rồi Vinh là coi như là thắng mà, đội Vinh là có một người. Ủa cái thế này là thế quyến rũ hả? Thì đúng rồi. Ngân với Ngọc là đúng nè. Dạ là bị ngộ độc thực phẩm hả em? Ủa Khánh? Thiền hả? Không phải anh đây. Loại, mà. Anh quay qua. Loại. Đã là potion là phải bô chứ không có chuyện mà không được quay qua lại. Em thấy anh Luật không quyến rũ à. Hả? Anh không quyến rũ em. Nhạc chưa lên mà đi đâu. Ủa có được quay lại nhìn nữa hả? Từ từ chứ, nhạc chưa lên mà. Thấy không? Gì ghê quá, vậy lại là ba người được đủ Luật vậy cũng chạy về hay vậy mà. Trời ơi, vậy mà kêu tôi không có liên thoáng đó. Thấy áp lực quá luôn á. Bên đây hai đứa em thì thoăn thoắt thế này. Là đây là gánh nặng của đội em hả? Đội trưởng đó, đội trưởng đi sau cùng. Rồi. Tôn Ngộ Không 3, 2, 1. Sao chọn cái dáng ngu vậy? Sao chọn cái dáng này? Mỏi lắm. Có tôi không đang vậy là hết được rồi nè. Khách, sao vậy? Tôi không đang biết, đang có phép luôn. Mình nhạc. Nhanh quá, em chạy nhanh lắm luôn á. Chết rồi. Trời, tụi thua em đó nha. Liên thoáng luôn này nọ. Sao
anh ra mắt của mình em vậy? Tại vì em bị ghét. Sao cái lần chụp hai người được, chụp năm người thôi chứ? Gớm lắm á Khánh. Vậy là cùng chơi vậy còn ai? Hai người à? Khánh Ngọc. Ồ, Khánh Ngọc ghê thiệt. Bây giờ á, mỗi đội đã có hai người về đích rồi, hai người còn lại sẽ quyết định chiến thắng cho đội của mình. Dạ. Khánh, chị già hơn em nhường chị. Chị già hơn em nhường chị. Hoa hậu đăng quang. Ba, hai, một. Không cần hóp bụng. Ủa, đăng quang mà sao mặt căng vậy? Qua lại cười. Cười không bị bắt. Cười. Nhúc nhích mới bị bắt, hiểu không? Chị? Cười. Hoa hậu có rau luôn vậy. Chúa nhạc mà Ngọc đi rồi. Loại. Ủa sao nó thấy được đâu? Khánh cũng đi mà. Thôi Khánh bị loại luôn đi. Không phát hiện được. Khánh bị loại luôn. Khánh bị loại luôn. Khánh đi luôn rồi. Loại Khánh. Thôi đó. Đó vậy đi. Bởi vì nhúc nhích. Chơi mà chơi thèo lẻo quá à. Bị té xe. Bị té 3, xe 2, anh ơi. Bị té xe còn kêu bị xe tông rồi. Té xe hay là mình đi ngủ đi Khánh? Nó té thôi nó mệt quá nó ngủ bị luôn. Bị văng cái nón bảo hiểm à. Bị té xe hay đi ngủ? Em đang té nè anh. Vậy hả? Nếu mình coi chân trái thì đẹp hơn chứ. Nằm mếp đi. Thế coi chân trái bị ngang vậy nè. Dạ không. Chạy Khánh chạy. Giỏi quá ta. Hay quá ta. Quá trời ngon lành. Mỏi à. Mỏi à. Quá trời đẹp luôn. Siêu nhân 3, 2, 1. Wow. Quá trời luôn mọi người ơi. Wow, quá trời ngon lành. Để được xuống dưới là chị dí không kịp. Rồi. Coi chừng Ngọc nha Khánh ơi, coi chừng Ngọc nha Khánh. Chết rồi, chết hai Ngọc em. Ngọc chặn không cho Khánh chạy á Khánh. Nghe ngàn chưa? Giang quá chạy, Giang chạy nhanh lắm đó nha. Dừng đá banh mà. Dừng đá banh rồi đó. Nha. Chim bay. Chim bay 3, 2, 1. Hai đứa tự đấu đá với nhau. Chim bay sao vậy? Có một cánh chim bay kỳ vậy? Em đang vỗ cánh cái gặp con chim khác nó kè em. Thôi cũng được đi ha. Bị chim săn mồi khác nó săn mình đúng không? Thấy không? Rồi. Nhạc. Làm cho đồng đội em chửi lên đầu lên cổ em. Có sung sướng gì đâu mà đi về đó. Chơi biết rồi. Chơi nhẹ thôi. Không không. Chơi cái gì nữa. Anh thấy ai đâu gái thì cũng bắt mình thôi. Ai tạo ra nghiệp. Ai tạo ra nghiệp. Chính cô. Cô nói người ta không có nhanh nhẹn. Không liếc thắng. Là chơi tay đôi với Ngọc đi. Trước khi chơi tay đôi hay là chơi tay ba gì đó, thông báo luôn là đội của Lam Vy Dạ, Quốc Khánh và Trương Thị Vinh chiến thắng 1-0. Có ai chơi cá nhân không ạ? Chơi ạ. À? Ai chơi với ai ạ? Bên đội em với anh Luật chơi ạ. À? Em thách Hà Nhiên bên kia. Chơi cá nhân, chơi tay đôi là chơi hai người. Tự nhiên em với anh Luật chơi, em thách hai thành viên bên kia là chơi 4 người. Chưa phải là liến thoáng gì cả. Tôi với em. Nếu em thích. Ok anh. Dạ gì? Em tố thêm bé Ngân được không ạ? Tố thương bé Ngân luôn. Em tố luôn. Đứa nào mà thua là lúc mà bị phạt là chịu hết một mình. Ok. Chơi ok không? Bỏ tay làm gì? Vậy là đấu tay. Bây giờ tôi không thể ăn đội bạn thì tôi phải ăn đội nhà. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Tập tạ 3, 2, 1. Trời ơi. Nhanh dữ.
Nhanh dữ. Ủa sao Ngọc đứng im chỗ vậy Cưng? Đang bàn chiến thuật. Chạy mất tiêu hả? Chạy mất tiêu. Nhạc bartender 321. Ủa bartender gì kỳ á? Anh Lùng không đúng. Rót rượu nè. Anh Lùng không đúng. Bình rượu đây hả? Ờ. Ly đây hả? Ờ. Đó. Ghê ta. Mẹ mẹ tôi nãy giờ nha. Bartender dữ dội không? Này múa mâm hả Cưng? Quăng bình lên đó. À quăng bình lên chứ hả? Chụp dữ dội. Lớn hơn. Ừ. Ghê thiệt. Nhạc. Ê làm gì? Ủa chạy đâu ạ? Trời ơi. Ủa hai bà chưa đụng tôi, hai bà chạy đâu ạ? Anh đụng một anh, em đụng anh Lục là đụng kiền rồi nó. Trời ơi chơi. Trời ơi con bé bà này bà, chơi là gì đâu. Tôi là dân chạy nợ mà tôi chạy ghê lắm. Dancer 321. Về chơi lại từ đầu. Ôi đừng có chơi nhanh không lại đâu, chơi đúng nhanh rồi. Thì không có ra cái dáng được. Không phải ai cũng nhanh được đâu, hai Cưng. Từ từ thôi. Hên quá, hồi nãy không có bài hát nào Tinh Ngân với Tinh Ngọc hết trơn. Vừa lòng chưa? Múa ba lê, 3, 2, 1. Cái gì mà rớt cái nhịp, đúng là hãy trễ nhịp thiệt nha. Chơi lại từ đầu. Sao chân Ngọc giống tập tạ quá vậy? Không, ba lê đúng rồi, giống là lúc mà Bia gì đó. Mà cái lưng nhưng mà cái lưng gù quá, cái lưng không đúng. Không sao đâu, đó. Đó, dạng vậy đó. Trời, cái này giống giống ba lê rồi, giống như bị điện giật kìa. Này, góp ý nè, múa ba lê không cần thả mỏ. Góp ý nhỏ. Lắc vòng, 3, 2, 1. Dạ, bị nhanh dữ. Ta đụng luôn cho rồi đi. Ờ, đi chậm chậm, đứng lên. Rồi, bây giờ bị phát hiện rồi làm sao mà dí được. Cái thân thì chạy chậm như rùa vậy. Làm như nhanh nhẹn lắm vậy. Tôi nói chết. Thông bí da, 3, 2, 1. Đúng không? Bà nhát, bà không dám, hiểu không? Bà nhót lắm. À, thục bí da đó, ai cũng thục bí da đó. Chết nè, nó nói là đụng một cái là chết liền rồi nha. Đó. Đó. Rồi. Đừng nghe. Em quên. Em quên. Nhìn thấy Ngân đụng em tự đụng rồi. Sao lần nào cũng chơi cuối cùng vậy? Đội trưởng liên thoáng lắm. Rất là thông minh. Trí khôn của ta đây. Thế rồi đã tâm phục khẩu phục chưa? Cậu đau đau chờ lần. Chả. Và bây giờ là vòng 2 của chương trình 7 nụ cười. Bộ sưu tập Running Man Việt Nam chính thức mở bán ngày 10 tháng 10. Đặt hàng ngay tại vshop.vn.